Đạt Duy xác nhận quen Cindy Lư, phủ nhận món nợ 400 triệu đồng, đó chỉ là một sự đầu tư. Du Uyên khó vẽ nụ cười sau pha lật kèo của người yêu cũ. Đạt Duy liên tục bị bạn gái cũ tố điều tiêu cực, không những thế, anh còn rơi vào nghi vấn hẹn hò với vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm. Sau 2 ngày yên lặng, người trong cuộc đã chính thức có lời xác nhận về mối quan hệ mà khán giả đang bàn tán. Khi dư luận bủa vây quá nhiều, nhân vật chính đã có động thái rõ ràng. Đạt Duy chia sẻ trên trang cá nhân bài viết với nội dung phần nào xin lỗi khán giả. Anh cho hay, gửi đến các bạn một lời xin lỗi chân thành, đính kèm là thông tin liên quan đến món nợ như Du Huyền nói, nhưng nổi bật hơn là thông tin xác nhận anh hẹn hò với Cindy Lư. Cụ thể, Đạt Duy cho biết mình gặp đối phương sau khi cô tan vỡ hôn nhân. Cả hai đều có những tổn thương trong chuyện tình cảm nên cảm thấy thấu hiểu và gắn kết với nhau. Tuy nhiên, anh không chia sẻ về mối quan hệ này mà khẳng định bà mẹ hai con không có tội trong câu chuyện đang diễn ra. Khi thấy mối quan hệ này đang gặp những ý kiến trái chiều từ phía dư luận, Đạt Duy cũng đã bày tỏ mong muốn được bảo vệ bạn gái giữa sóng gió. Trao đổi với truyền thông, anh thẳng thắn, tôi xin những sự phẫn nộ của mọi người, những lời nói không hay khi nóng nảy, hãy hướng cho tôi, hướng về tôi, vì tôi mới là người tạo ra nó, hãy hướng tất cả mọi thứ về tôi. Chỉ xin là như người con gái bên cạnh tôi, người ta vô tội, người ta cũng cần được yêu thương và tôi không muốn làm tổn thương cô gái này. Khi câu chuyện ồn ào xảy ra, Đạt Duy vẫn thoải mái đi nghỉ lễ cùng với gia đình em gái Gia Bảo. Cả hai đi ăn sáng ở một quán bình dân, nhanh chóng lọt vào ống kính của người đi đường. Có lẽ những chi tiết thân mật liên tục xuất hiện giữa nghi vấn đã khiến cho người trong cuộc quyết định lên tiếng. Hành động công khai mối quan hệ đã phần nào thể hiện bản lĩnh của Đạt Duy. Không che giấu, anh chấp nhận đối diện với những lời bàn tán từ công chúng. Thậm chí, nam ca sĩ còn tập trung vào chuyện những điều không hay mình xin nhận hết. Hãy để người bên cạnh anh bình yên. Cindy Lư chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần rất nhiều ở quãng thời gian này. Sau khi xác nhận đang quen Cindy Lư và gửi lời xin lỗi đến Du Uyên, Đạt Duy chia sẻ thêm. Đạt cũng được xin phép nói lại một lần nữa là Đạt và Du Uyên đã chia tay hơn một năm rồi. Những dòng tin nhắn không hay được phát tán trên mạng xã hội mà các bạn thấy là của Đạt vào 2-3 năm về trước. Là vào một lần hai đứa bốc đồng với nhau về chuyện gia đình. Và sau khi mình và Du Uyên chia tay, mình vẫn support Du Uyên trong chuyện công việc. Mọi thứ cũng được thỏa thuận với nhau rất rõ ràng. Nhưng có vẻ, những cô gái mà Đạt từng yêu thương đều có một điểm chung là không coi gia đình Đạt là cái gì thì phải. Và xin lỗi vì mình là người rất yêu thương gia đình. Trước sự lên tiếng của người cũ, Du Uyên nhanh chóng chia sẻ một bài hát có tựa Hành tinh buồn tênh, kèm dòng trạng thái. Âm nhạc không có lỗi, âm nhạc là để thưởng thức, nghe nhạc đi ngủ thôi nào. Họ đã chia tay hơn một năm, nhưng chắc hẳn trong cuộc tình còn nhiều uẩn khúc. Giờ đây, những khúc mắc trong mối quan hệ của hai người đã được sáng tỏ. Thế nhưng, hành động của cô cũng đủ khiến cộng đồng mạng nhận ra nữ ca sĩ đang chịu một nỗi đau quá lớn. Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì cặp đôi này đã từng được yêu mến vì sự ngọt ngào, hạnh phúc của họ. Từng có mối tình đẹp kéo dài 3 năm, bước đi cùng nhau những ngày đầu, cùng nhau tạo nên những bản hit có giá trị. Thế nhưng, thay vì chia tay trong êm đẹp thì lại vướng bao lùm xùm, ồn ào. Không những vậy, việc Đạt Duy thẳng thắn công khai mối quan hệ với Cindy Lư chắc chắn đã khiến Du Uyên ngỡ ngàng. Trước đó cô nàng đã đăng dòng trạng thái đầy uất ức, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Hy vọng rằng Du Uyên sẽ sớm lấy lại tinh thần, vực dậy sau ồn ào. Mong cô có thể tìm được hạnh phúc và thoải mái hơn. Hãy dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Dù sao cả hai cũng từng là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.